Chỉ như có đổ vỡ một lần, quen với ảnh thì có 4 tháng thì kết hôn, không có con. Thì sau này ảnh cũng có bồ, nói bồ có bầu rồi thôi, thấy mình thì chưa có con mà không có gì dính líu hết, thôi không có gì như tài sản không có, con không có, thôi mình nhường cho người ta. Nhưng em không có tìm hiểu là ấy nữa, nói là tin thôi, chỉ có tình cảm thôi mà không có giữ được thì thôi. Nhưng mà ảnh đề nghị ly hôn hay là không? Từ chia ly ảnh không có chịu. Ngồi vào vị trí của mình rồi ha, bây giờ thì giới thiệu lớn giùm cho Cát Tường nha. Dạ, anh tên là gì ạ? Lê Văn Hùng. Lê Văn Hùng hả anh? Dạ, anh Hùng năm bao nhiêu? Sinh năm 1975, đang sinh sống tại Bình Thuận, bây giờ đang làm việc tại quận 12. Anh đang làm công việc gì ở quận 12? Làm mộc mỹ nghệ cô. Là mình làm gia công cho người ta hay gia mình... công. Có hay về quê không anh? Quê thì tuần hai tuần về quê Bình Thuận đấy, mà chiều thứ bảy về là sáng thứ hai lên làm. Chào chị. Chào chị Ngất Tường và chào anh bên kia, chào quý vị khán giả. Chị tên là gì? Tên là Thu Hà, năm nay sinh năm 75, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mình đang làm công việc gì vậy chị Hà? Làm nhân viên trong công ty khu chế xuất Tân Thuận. Vậy là mình làm theo ca hay là mình làm làm theo ca? Như vậy là còn quê mình thì ở đâu ạ? Quê gốc ở Cần Thơ. Nhưng mà giờ hậu khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh Hà nên rồi. Lên năm 96 tới giờ. Vậy là nhà cửa ổn định hết trơn rồi hả chị? Ở nhà trọ. Lên từ 96 tới nay luôn mà vẫn còn ở nhà trọ. Tại vì làm ăn cũng có thất bại quá. Chị nghĩ là con người của mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào? Điểm mạnh thì vui vẻ, thật thà, thiệt tình. Còn điểm yếu là như thẳng thắn quá rồi có khi cũng dễ mít lòng người khác. Cũng hay xích mích trong các mối quan hệ. Cũng như là mình nói thẳng quá có khi người ta không thích. Nhược điểm là không có giỏi việc nhà, tại vì đi lên đây hồi 20 tuổi rồi là như là sống tự lập á. Ủa, sống tự lập thì phải giỏi việc nhà, mình tự lo cho mình chứ. Cái phòng của mình ở nó nhỏ thì mình tất nhiên là sạch sẽ, sống sạch sẽ chứ không có thích ở dơ. Dạ, nhưng mà cơm nước quần áo giặt giũ thì là cơm nước thì như có mình cũng không có nấu cơm ăn, ăn cơm tiệm. Cũng như biết nấu nhưng mà có mình không ai ăn. Coi như nó không giỏi việc nhà là vậy đó phải không? Là coi như là từ hồi năm chín mấy tới nay là gần 20 năm là ăn cơm tiệm không? Hơn 20 năm ăn cơm tiệm. Ăn cơm tiệm không? Cũng có lúc nấu nhưng mà sau này con mình nấu thấy nó phức tạp quá thôi ăn cơm tiệm cho gọn. Dạ rồi. Thế còn anh thì sao ạ? Điểm mạnh điểm yếu của anh là như thế nào? Nên cái điểm yếu của mình là tự ti cái lời nói của mình. Tự ti lời nói là không sao? Là gốc ở Huế mình nói tiếng Huế. Thì nhiều lúc bây giờ mình nói sự ủa? Nói tiếng Huế có gì đâu tự ti anh. Trời ơi, ba mẹ em là từ Huế vào Nam di cư nè. Mà nổi tiếng ở chợ Vĩnh Long là Thủy Quế đó anh. Thủy Quế là nói tiếng Huế không đó. Đó chờ đối phương nhiều khi người ta không đâu biết. Nghe hết á anh ơi. Đó là mình có suy nghĩ như vậy rồi mình tự ti thôi. Mẹ em xưa ở với Vĩnh Long, ba mẹ nói tiếng Quế rặt đó mà làm ăn rồi cũng giàu chứ bộ, có gì đâu. Đúng không? Sao gì đâu tự ti. Nội tiện Huệ là hay lắm nha, không có chi mà từ ti hết. Trời ơi, vùng miền mà anh, không có gì đâu mà mình tự ti. Không lẽ tôi sinh ra ở Huế, tôi sinh ra ở Hà Nội, tôi sinh ra ở Lào Cai, Bắc Giang gì. Cái tự nhiên vùng miền của mình, cái mình là vậy là đâu có được. Miền Tây thì người ta cũng là con bắt có gô, bỏ vô gỗ, kêu gồ gồ. Mỗi miền nó đều có một cái đặc thù riêng, có những cái hay chứ đâu có lúc gì đâu. Mình tiếp xúc người ta không hiểu mình. Trời ơi, sao không hiểu. Trong lãnh thổ Việt Nam hết mà làm như anh nói tiếng nước ngoài vậy á. Đừng tự ti vậy nữa nha. Anh ở đây bao nhiêu năm? Gần này 2 năm mà. Mới 2 năm thôi. Nhưng mà thật ra em nghe tiếng Anh đâu có nặng đâu. Thì vô Bình Thuận cũng lâu rồi, 3-7 năm rồi. Dạ, nãy giờ chị nghe giọng ảnh nghe được không chị nghe? Tại anh nói nhỏ quá. Tại anh nói nhỏ chứ không phải là tại cái tiếng anh không nghe. Bây giờ anh ráng anh nói lớn một xíu đi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, còn gì nữa không anh? Hay khiêm tốn, nói chung là nhiều lúc gặp người lạ cũng hay khiêm tốn. Nhiều lúc mình ra xã hội mình cũng nhiều lúc cũng tránh né nhiều cái việc không nên, cũng tự ti cái chỗ đó. Cái đó gọi là tự ti về bản thân, về hoàn cảnh bản thân là đúng chứ mình không thể nói là khiêm tốn. Tại vì khiêm tốn là đức tính tốt chứ khiêm tốn nó không phải là khuyết điểm. Đúng rồi. Dạ. Vậy cho em biết điểm mạnh của anh là gì nè? Mạnh anh sống rất là hòa đồng, sống rất là thật. Dạ. Và Hùng lên đây cái chương trình này là Hùng thấy cái chương trình thật. Dạ. Mới đăng ký. Rồi vậy thì hôm nay mình phải cởi mở cứ thẳng thắn anh nha. Đây là có thể là một cái cơ hội cho mình được hay không thì mình cũng mình ra bên ngoài mình đừng có bị những cái chuyện cũ nó làm ám ảnh mình nữa thì nó sẽ không có tốt cho cái cơ hội của mình trong tương lai. Rồi tình trường mình thì sao chị? Tình trường thì như có đổ vỡ một lần, quen với ảnh thì có 4 tháng thì kết hôn, không có con. Thì sau này ảnh cũng có bồ, nói bồ có bầu rồi thôi, thấy mình thì chưa có con mà không có gì dính líu hết, thôi không có gì như tài sản không có, con không có, thôi mình nhường cho người ta.
Nhưng em không có tìm hiểu là ấy nữa, nói là tin thôi. Chỉ có tình cảm thôi mà không có giữ được thì thôi. Nhưng mà ảnh đề nghị ly hôn hay là... Không, tự chia ly ảnh không có chịu. Nhưng mà hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu ạ? 3 năm. Rồi ảnh tự thú với chị, ảnh nói là ảnh có con bên ngoài hả? Có bầu, mới có bầu thôi. Ảnh không biết tính sao, ảnh nên đem con về cho nuôi nó thôi. Nếu mà lấy ai mà có con sẵn thì mình chấp nhận mình nuôi. Còn mà kiểu như đang sống với mình mà đúng đi rồi. Ra ngoài đem con về là không nuôi. Thôi thà ly dị đi cho anh, để cho anh có một gia đình đầy đủ vợ con. Tại vì rất thích con nít mà thấy cảnh mà không có cha mẹ đó, cha mẹ ly hôn, bỏ tội nghiệp nó. Bởi vì mình không có muốn, thôi mình chấp nhận. Mà anh không có chịu, năn nỉ lắm, lên tòa án cũng khóc gì nè. Rồi anh thôi anh ký đại, anh ký đại cho anh cũng không chịu. Nên để về dắt người đi khám thai có thiệt không? Sợ không có thì ấy, tôi nói ủa vậy rồi không có rồi. Nếu gì không có thì ở lại, còn có thì mới mốt lỡ ngủ với ai nữa. Người ta nói có bầu nữa về kêu nó ly có bầu nữa. Bởi vì em thà một lần đau còn hơn là để đau hoài. Thành ra ly dị. Dạ. Rồi sau này cũng có tìm hiểu mà, nhưng tìm hiểu thấy không có, cũng tính tới đường lâu dài mà người ta không tính, người ta cũng như qua đường thôi. Đi quen cái ăn cái rồi đi vô khách sạn, tê tê vô khách sạn. Em thích cái gì mình phải có trách nhiệm như cái cuộc đó, nên thành ra mình không có thích. Thì có khi người ta chở đại vô tới hầm xe em cũng đi bộ về, nói thôi anh vô mình anh đi về chứ em không có vô. Cái kiểu đó chưa có tình cảm, chưa có gì hết trơn mà đòi hỏi vậy là không thích. Sống kiểu như trước hôn nhân là không thích. Người thì ghen tuông quá, chưa có gì hết mà mới tìm hiểu thôi, mà gọi điện cho tỉ mình đi tắm đi gì lâu lắc không nghe điện thoại được, vô là ghen tuông đồ. Thành ra ghen, mình sống thì thật sự không có thích lăng nhăng, nhưng mà người đó người ta ghen hết, kiểu không có ra cái gì hết, thành ra không có đi được đến đâu hết. Rồi như chồng thôi thấy gì cũng mệt mỏi quá, quen nhiều người mà cũng uống cà phê đồ rồi cũng mệt mỏi quá, thôi nhà đi làm về nhà coi tivi bấm điện thoại gì cho nó an lành. Yeah. Bao nhiêu lâu rồi thì mình không có tình cảm với một ai đó? Cũng như từ ly dị tới giờ cũng có tìm hiểu thôi chứ, nhưng mà kiểu như sâu đậm là chưa có mối tình nè. 6-7 năm rồi. Anh nghe câu chuyện của chị để anh cảm nhận như cũng thế nào? Cũng đồng cảm với cô. Dạ, rồi bây giờ đến câu chuyện của gia đình mình thì như thế nào? Hôm cưới vợ tới ngày hôm nay là 23 năm. Con lớn mình nay 22 tuổi. Con lớn 22 tuổi, con trai hay con gái? Hai cháu con trai hết. Vậy đứa nhỏ là năm nay 19 tuổi mà mất cách đây 4 năm rồi. Hồng ly hôn cách đây 3 năm. Là đứa con mất xong rồi Hồng ly hôn. Con mất rồi ly hôn rồi mình mới sao ly cháu hôn. Mất vậy anh? Là nó bị tai nạn giao thông. Nói chung Hồng mới ly hôn có 3 năm thôi, nhưng mà vợ chồng không sống với nhau là còn đã 7 năm rồi. Hai đứa con là anh nuôi hết? Nuôi hết hồi nhỏ giờ luôn. Nhiều tháng trời lắm là Hồng cũng là ăn không yên ngủ cũng được. Suy nghĩ kỹ. Cứ suy nghĩ mình làm như vậy có đúng hay là sai như thế nào đây. Mình còn sợ còn lo cho con nữa. Tại vì mình lúc nào mình cũng thương con hết. Bây giờ con trai lớn anh là đang sống với ai? Học à? Ra trường ở với Hùng. À ra trường rồi vẫn ở trường rồi năm. Thế kinh tế hai cho con mình ổn chứ, ổn định không anh? Thì nhà cửa đất vườn ở nhà là có sẵn, chẳng có bây giờ mình đi làm vậy thôi. Nhưng mà năm nay là nói chung là thoải mái, là con nó ra trường không lo. Nhưng mà không anh định là mình sẽ lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mình về quê? Tùy, ví dụ như cái bạn gái bên kia là muốn làm công việc là ở đâu, về quê làm vườn hoặc là làm trang trại chăn nuôi thì Hùng vẫn có đất vườn. Sao chị nghe tới cái câu chuyện của anh đi, chị lại thấy như thế nào? Thấy anh cũng như gà trống nuôi con thì đối với em thì không thành vấn đề, nhưng mà hỏi anh có thích lập nghiệp ở trong Sài Gòn không? Hùng đã nói từ đầu rồi là muốn chỗ nào cũng được hết. Muốn chỗ quan trọng có công việc ổn định, mình có công việc làm sở thích mà. Dạ. Chứ không có áp lực phải về nhà hay là làm việc này việc kia. Thôi thì mình cứ thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp đi, rồi mình sống ví dụ về già cái đã rồi mình hẳn tính cái chuyện nghỉ hưu, còn mình còn sức thì mình cứ ở trong này. Như anh cho em hỏi này, như tóc em nhộm hơi màu sáng á, thích nhộm tóc anh có cho không? Không sao em. Bây giờ nó nói chung là anh bây giờ anh sống mọi thứ nó đơn giản lắm. Tại vì nói chung là cũng không phải là ăn chơi gì, mà tại tóc bạc nhộm cho nó che nhìn tóc cho bạc nó trẻ đó. Trời, cái đó làm thì đẹp. Nhộm lên lai xíu, nhộm như cô Cát Tường cũng đẹp. Nhộm em màu sáng hơn chị Cát Tường á. Sợ tại vì đàn ông người ta nhìn tôi sợ thấy bây giờ em vậy bề ngoài tưởng ăn chơi, nhưng thực sự có ăn chứ không có chơi. Có ăn nhưng không có chơi. Bây giờ là có tuổi rồi cho nên mọi việc mình đơn giản, không có cầu kỳ một cái việc gì hết. Anh có hình không anh? Cho anh chị nhìn nhau cái nha. Đây, trong này là có chị với chồng á anh nha.
cao nhiêu em? Cao... cao 1m6. 6 là cũng cao, nữ 1m6 cũng cao ha. Anh thích mẫu người như thế nào? Nói chung là dễ nhìn, không có... Anh tôi là đồng cảm với nhau, hiểu hoàn cảnh của nhau, sống có tình với nhau. Cái phải đẹp. Vậy hả? Sao anh tưởng tượng anh chỉ cô đó hay vậy? Tại cái chiều cao với nó tôi tóc xe vàng. À. Dạ. Hay quá. Rồi còn chị. Hai hình này không ai giống như nhau hết. Em nhìn trong cái khuôn mặt có một cái điểm khác. Có râu người kia. Hai tấm hình để anh chụp cách xa lâu hả anh? Mới chụp đây. Nào giờ chọn mới ai chụp chọn chương trình đấy chứ mấy. Anh này phải không? Rồi, chị mong muốn tìm một người bạn trai, người chồng tương lai là người như thế nào? Đừng có hay ghen, biết chia sẻ việc nhà. Như nấu cơm phải phụ thì em nấu cho ăn. Cái đó là em khỏi lo đi, anh gà trống nuôi con mấy chục năm. Gà trống nuôi con mấy chục năm mà lo gì. Nhưng mà đều phải phụ nha, đừng thấy ta giỏi quá giao hết cho người ta. Mình đàn bà bếp núc là chính á, chồng phụ em, thôi. Em cũng thích em phụ à. Tại vì em cũng đó cũng mở quán ăn, cũng động ăn tôm á gì. Vậy hả? Vậy là cũng giỏi mà. Giỏi tại ham tiền, gán giỏi. Ừ, thôi nói được chung rồi. Là tính cũng ham tiền Nhưng mà tôi nghĩ cặp này nếu được á thì cố gắng phải làm dành dụm rồi cái mình, nếu mình muốn lập nghiệp thành phố thì từ từ phải mua được cái nhà nhỏ nhỏ trong này chứ, rồi lập nghiệp đây chẳng lẽ hai chồng ở nhà thuê hoài rồi tới già về quê luôn. Mà em hỏi thiệt chị là bây giờ có bao giờ chị nghĩ là chị thèm con không, muốn con không? Cũng thích nhưng mà sợ giờ lớn tuổi đẻ không được thôi, chứ thấy mấy đứa con của nhỏ em nó nựng hoài nó sẽ vòn đẻ đi bà. Thôi mai mốt nuôi cháu nội con ảnh có thằng con trai 22 tuổi rồi, mốt nuôi cháu nội. Khỏi đẻ làm bà nội cũng được. Dạ, chứ giờ lớn tuổi đẻ cũng cực ha. Mà anh, em hỏi có hút thuốc không anh? Không hút thuốc không? Nghỉ có, nghỉ. Có nhậu. Nhậu thì tuần hai tuần mới chỗ người ta làm nó mới đại. Như nhậu ít thì được chứ đừng có nhậu mà. Không sao hết. Quá trời. Không có đâu. Thôi bây giờ Tường sẽ cho hai anh chị nhìn nhau nha. Rồi, 1, 2, 3. Rất là hay luôn. Hôm nay là nhìn hình mà mình có đoán được nhau. À, chị đoán khó mà anh chỉ cái anh đoán trúng chị liền luôn. Rồi, mời tặng bà. Tặng quà, không có gì. Em cũng có món quà. Quà gì vậy chị? À, khẩu trang là em tặng cho anh là bảo vệ sức khỏe của mình. Tại vì em rất chú trọng sức khỏe. Đúng. À, thứ hai là có tờ 2 đô là đem đến cho anh may mắn và hạnh phúc. Anh tặng gì cho chị vậy? Mở ra đi chị. Wow, ui trời, có hợp với bộ đồ dữ ta. Làm gì đoán biết bữa nay mặc bộ đồ đó hay gì á trời. Hay thiệt luôn. Sao chị, cảm nhận món quà này sao? Rất thích à, tại vì nó hợp với cái Rồi. Cảm ơn anh món quà. Rồi, bây giờ hỏi câu nè, cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy nhau như thế nào? Thấy anh thì cũng dễ gặn. Anh, cảm xúc làm sao? Thấy cô cũng thấy cũng dễ thương. Hy vọng rằng em biết là hai anh chị đã là những người gãy đổ thì nó có nhiều cái nỗi đau trong cái quá khứ, nhiều mất mát. Qua cái sự cảm thông đó mình có thể chia sẻ được với nhau nha. Bây giờ Tường sẽ dành cho hai anh chị một ít thời gian riêng tư. Mình vừa ăn uống, mình vừa trò chuyện với nhau. Bây giờ thì Tường mời hai anh chị thưởng thức món ăn của nhà hàng quê nhà. Ở đây ngoài việc là ăn ngon rồi mà trang trí cũng rất là bắt mắt nha quý vị. Đây là món cơm cháy khô cá dứa nè. Wow, hấp dẫn quá, nhìn là thì muốn ăn liền. Và đây là món bánh hỏi ba rọi nước. Mời anh chị vừa ăn ngon miệng nha. Tường cũng ra ngoài tìm cái gì ăn đây. Chút xíu nữa Tường sẽ quay trở lại. Chúc anh chị ngon miệng ạ. Mời em. Dạ. Làm gì theo công trình hay sao? Đó anh làm ở xưởng tại nhà không? Xưởng luôn tại nhà. Làm ngày 8 tiếng là ăn ở tại chỗ. Với ngày chủ nhật có muốn đi chơi đâu thì xách xe ra đi không? Ở bên đó em làm công việc gì? Làm công nhân thôi à? Công nhân. À. Em làm nó lâu chưa, công ty nó lâu? Em làm mới có năm mấy à. Lúc trước em cũng làm tóc nữ nè. Rồi em sau này cái nghề có chồng, cái chồng cho đi làm nữa. Ví dụ như quen với anh mà anh có con hoặc là có ba mẹ ở nhà là anh có ngại gì? Không, em tại vì không anh ngại. Đang có ba mẹ già ở nhà. À. Nhưng mà không có áp lực là lo cho ba mẹ. À. Em có ngại gì con cái rồi gì hay là... Không, con anh cũng lớn rồi, cũng không, nữa sau này cũng có gia đình rồi, đâu có gì đâu mà ngại. Em lúc nào em có về Bình Thuận chứ, biết Bình Thuận chứ? Bình Thuận là Đồng Nai, Sài Gòn qua Đồng Nai là tới Bình Thuận nữa. Em cũng đi du lịch nhiều mà nhưng Bình Thuận chắc chưa. Mình em lên đây em làm không? Mình đây nè.
có em ở bên quận 10, cũng có cháu rồi ở gà Bình Tân rồi cũng đông, nhưng mà em ở riêng một mình em. Cái tánh thì cũng hơi khó chịu chút, thành ra không có chung với ai được. Ở phòng trọ mình ạ. Dạ. Tại vì cái tánh em cũng sạch sẽ, nói chung không có giỏi việc nhà nhưng mà rất là sạch sẽ, không có chịu ở dơ, ai ở dơ em ở không được đâu. Việc nhà thì đơn giản, có gì đâu mà chịu khó, sáng tối làm đâu bao nhiêu đâu mà. Tại vì nào giờ lên đây ở phòng trọ nó nhỏ, thành ra cái nhà mình thì nó khác, thành ra nấu ăn rồi thì nói chung là việc nhà không có giỏi mà làm cũng được, tại vì em không có giỏi thôi. Mình chỉ chịu khó là được rồi, cái tiêu chí là đừng có giỏi đâu. Cái việc gì mà cũng biết. Tại vì hồi nào giờ em hồi 20 tuổi là lên đây là giỏi kiếm tiền đi làm có tiền, chứ việc nhà dưới quê lâu lâu về phụ. Em thấy anh như thế nào? Có cái tiêu chí của em có được bao nhiêu phần trăm? Anh cao mét mấy? Mét 62. Thì cao hơn em rồi, nói chung mà anh nói chuyện hơi nhỏ tiếng mà. Tại vì lúc đầu giờ anh nói chuyện em nghe được, còn lúc đầu nghe không rõ qua cái. Nhưng hồi nãy anh nói cái xấu của anh là kỳ thế này, cái lời nói đó, nhiều lúc mình nói sợ người ta không có hiểu. Tại vì em lên đây cũng lâu rồi, mình đây chung là Bắc, người Huế thì nói chuyện em cũng nghe được, mà có cái mẹ em nghe không được. Không biết nãy giờ với mẹ em có nghe được cái gì không? Em lên đây với ai? Đi với mẹ. Thì chủ nhật thì anh cũng rảnh mà. Có gì chủ nhật thì anh lâu rồi. Mình đi đàn hò phê pháo gì vậy? Em thích ở thành phố không? Không thích ở quê? Tại vì ở thành phố rất là dễ sống, không? Nó không có kén chọn công việc. Còn em tánh em nắng quá, chịu không nổi là sắp xỉu. Anh sao thấy em nói gì có... Đừng mà em nói... Cứ nói tự nhiên chứ có gì đâu. Dạ. Mời em. Rồi, em nghe anh chị cũng chia sẻ được khá nhiều thông tin với nhau ha. Nhưng mà em hỏi thiệt là nãy giờ chị thấy trong người mình cái cảm xúc á chị, thấy tốt không? Đang ổn không? Thấy bình thường. Sau khi mình đã chơi đây mấy bữa mình hiểu nhau rồi, mình mời bạn về quê mình chơi anh nha. Hôm nay anh đi với ai vậy? Mấy đứa cháu. Hôm nay con trai có biết mình tham gia? Con trai biết nhưng mà cháu mới ra trường đang đi thực tập. Đang thực tập. Không có đi được. Dạ, con ủng hộ. Mấy tháng đầu có ok. Có ok. Là ba lấy vợ đi chứ ba lo gì cho con lâu biết. Dạ, tốt quá. Thế chị sao hôm nay mình đi gia đình có ai đi theo không? Đi với mẹ. Có mẹ nữa? Là mẹ từ dưới quê lên đó hả? Không, mẹ lên đây như là ở nhà nho em giữ có đứa cháu, có con gái. Dạ, dạ, ở dạ. Trên này thường. Dạ. Vậy Cát Tường xin mời gia đình của hai anh chị vào trong này mình trò chuyện chút xíu ạ. Dạ, cháu chào bác ạ. Dạ, bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 73 tuổi. 73 tuổi, còn khỏe quá trời luôn. Lên đây không khí bác thấy dễ chịu không? Ngọt ngạt quá. Cũng được, cũng lên được. Bị ở thường lắm. Dạ, dạ. Bác nãy giờ bác ngồi bác xem rồi đó. Bác cũng gặp anh bên này thì không biết nãy giờ bác suy nghĩ sao ạ? Thấy cháu thì cũng dễ thương, cũng có tình cảm. Dạ. Thì ăn nuôi hai đứa nhỏ theo dõi nhà đi. Nhưng mà về cái chuyện con gái mình đó thì cũng gãy đổ như vậy rồi, bây giờ vẫn sống mình rồi, cũng không con cái thì bác nghĩ như thế nào? Bác có chia sẻ tâm sự với con gái mình không? Bác thì mong muốn nó sao? Kiếm có đôi có bạn thì cho nó dễ dàng chút. Cái sau này tôi già rồi thì nó sống mình lên, nó thì cái con cả vấn đề cũng khó khăn. Dạ. Bác thì nghĩ vậy thôi. Con cũng lớn tuổi rồi, bác có khuyến khích sanh đẻ nữa không hay là thôi? Thì nó hà nó sanh không không à. Rồi cảm ơn bác nha. Hai con là cháu làm sao của chú? Cháu của Cát Tường, con là cháu ruột của cậu. Mợ tương lai, tụi con nhận xét sao? Con cũng nghe được câu chuyện của mợ tương lai, thấy là đồng cảm và cũng đồng cảm với lại cánh ngộ của cậu. Mong mợ tương lai với cậu tiến tới. Rồi cảm ơn hai đứa con nha. Rồi con cảm ơn bác nha. Vậy bây giờ thì cũng hỏi ý kiến người thân rồi, đủ thời gian rồi. Nhưng mà Tường cũng muốn cho anh chị có thêm một cái cơ hội để mình hiểu nhau hoặc là mình tiếp xúc với nhau. Đây là những cái yêu cầu của chương trình. Mình bóc lá đi chị, đọc lớn lên. Hai bạn ôm nhau. Gì ngang dữ vậy? Hai bạn ôm nhau trong 30 giây rồi nói lên cảm nhận về nhau. Chị đứng lên tại chỗ ra, em mời anh qua. Hai anh chị mình ôm nhau 30 giây thôi ha, là mình coi có cảm nhận của mình về nhau như thế nào. Đứng sát vô đi anh, tự tin lên anh. Trời ơi, mà mang đôi giày cao dữ. Rồi
nhìn anh đi chứ chị nhìn em chi, ảnh ôm chị mà chị nhìn em chết rồi. Rồi anh thấy sao ạ? Nói chị hai người nói với nhau đi ạ. Ấm áp. Chị cảm nhận như thế nào? Hồi hộp. Chị cao mét mấy vậy? Sáu. Mang giày cao gót nữa. Anh cao mét mấy? 62. Con gái mình cao lén nữa đó, rồi mang giày cao gót nữa. Tại thích đi giày cao gót. Ok, vậy thì cứ đi vậy. Anh có ngại gì không? Không. Không, bình thường. Mình bây giờ bình thường. Dạ, quan trọng là cảm xúc. Rồi, em mời anh về chỗ. Rồi, vậy mời anh đọc bốc một câu nha. Cô gái hãy thể hiện một hành động tình cảm và bạn trai yêu cầu. Bốc hơn quá ha. Dạ anh muốn chỉ làm cái gì nè? Miền Tây chắc cũng ca hay lắm. Miền Tây ca hay lắm hả? Không có biết hát. Em nào nhưng không có biết hát, đi ca ok, chỉ ăn thôi chứ không. Bây giờ một là ta yêu cầu ca, còn bây giờ thể hiện tình cảm chỉ có ca, không ca đọc thơ, không thờ nói, còn không nếu qua massage. Chắc massage. Rồi massage mời qua. Ca với thơ. Mời qua. Chồng đi làm về ảnh làm cái gì đó điêu khắc mọc thì ảnh mỏi tay lắm nè. Rồi, nhiệt tình vô nha. Dạ, cái tay này làm có bộ ổn á. Cái này làm cả đời làm được. Cả đời làm được hả? Em thấy cái tay là làm có bộ ngon á nha, vô đúng khớp á. Chất lượng đó. Tôi dân massage chuyên nghiệp, tôi nhìn thấy ổn rồi đó. Cảm nhận sao anh? Thấy nó khỏe người á, massage mà người nó khỏe. Cảm ơn em. Rồi mình massage cho anh ta, mình thấy sao? Còn mắc gỡ nữa. Thì coi tôi có làm sao để cho massage cả đời đó là làm. Đúng rồi, thật sự đàn ông mới là người quyết định nha. Nhưng mà nãy giờ là anh hên quá à. Anh ôm nè, rồi anh được massage nè. Bây giờ anh em nghĩ là không cần chương trình yêu cầu, anh có món quà gì tặng cổ anh. Nãy anh yêu cầu cổ hát, cổ không hát, giờ anh hát đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã. Có phải em vội quên đi tất cả, anh sông thuyền thủy chung một bến đò. Em biết chăn ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lấn đơn. Về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiên hoa nghiêng ngả nàng tình anh. Trời ơi, nhân chăm chú im ru không thở luôn vậy. Thay sao? Có thở chứ. Thay sao, thay sao? Giọng cũng ngọt ngào. Cảm xúc quá ha. Thời gian chương trình để dành cho hai anh chị cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ là đến lúc hai anh chị quyết định. Sau 3 tiếng đếm của các tường nha. Nếu anh chị đồng ý hẹn hò thì mình bấm thật mạnh. Nếu anh chị không đồng ý thì mình lấy tay ra. Mời anh chị đặt vào nút bấm á. Nắm. Nhưng mà lên đây là mình đã có cái duyên rồi. Mình cho nhau cơ hội. Rồi, nhắm mắt lại đi anh chị. Một. Hai. Ba. Ba. Hết thời gian. Anh ơi, anh sợ chị không bấm hay sao mà phút cuối anh không, mới bồi thêm một câu cuối à. Nói chung là mình cũng không có đặt nặng một cái gì hết. Cái tiêu chí mình cũng không quan trọng. Dạ. Rồi, mời hai anh chị đứng về một phía. Em chúc anh chị luôn được nhiều sức khỏe. Đây em gửi tặng hai anh chị những cái vé xem phim nè. Có vé xem phim mình đưa chị đi xem. Đây là phần quà làm đẹp cho chị. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, anh chị nắm tay giùm Tường xem cái đi nè. Đó, ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay đã thành công rồi ạ. Hy vọng là chúng ta sẽ chờ đón được tin vui từ anh chị này. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.